cả nhà đã quay lại với kênh của Thái. Hôm nay Thái sẽ chia sẻ một món bánh mì sữa nha cả nhà. Món bánh mì sữa này rất là dễ làm, nhanh, gọn. Mình có thể mình làm cho những các con của mình vào những buổi sáng ăn rồi uống sữa thì nó rất là ngon nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà thấy cái món bánh mì này mà nếu mà thấy thích á, thì cùng vào làm với Thái nha. Rồi trước tiên là mình chuẩn bị cái phần nguyên liệu nha. Ở đây là bột mì để làm bánh mì đó cả nhà, có tiếng Anh là bread powder đó cả nhà. Thì ở Việt Nam hình như gọi là bánh mì có hàm lượng số 13 đó nha cả nhà. Rồi xong rồi 30g đường nè, 7g men, 55g bơ không muối, 75g sữa đặc, 1 cái trứng, 5g muối với 237ml sữa tươi đó cả nhà. Rồi trước tiên thì mình đem cái sữa tươi này mình bỏ vô microwave khoảng 30 giây cho nó ấm lên nha cả nhà. Cho sữa nó ấm lên rồi để mình bỏ men vô đó. Rồi mình cho chút xíu đường vô đây, rồi xong rồi mình bỏ men vô và mình quậy đều lên. Và mình để cái sữa với cái men này khoảng 5 phút nha cả nhà, cho men nó nở ra. Rồi còn những nguyên vật liệu thì mình đường, muối, sữa, trứng gì mình bỏ vô cái bột này luôn. Thì Thái đánh bằng máy nha cả nhà. Nếu mà cả nhà nhồi bằng tay á thì cái bột bánh mì này nó hơi nhão một chút xíu, mình nhồi bằng tay á thì nó hơi dính tay đó nha cả nhà. Nhưng mà mình nhồi bằng tay á thì nó lâu hơn mình đánh máy. Còn cái cục bơ này mình đừng bỏ vô nha, mình để một lát nữa mình đánh, mình trộn bột rồi mình để vô sau. Rồi bây giờ mình trộn cái bột này lên. Rồi sau đó thì cái men với cái sữa men nó cũng nở ra rồi. Bây giờ mình bỏ vô luôn nha cả nhà. Mình bỏ vô hết luôn. Rồi xong rồi mình trộn lên cho nó đều. Thì mình trộn như vậy thì mình cho cái máy nó đỡ hoạt động đó cả nhà. Thì cái máy nó hoạt động nhiều nó sẽ nóng máy, nhiều khi nó nóng quá nó cũng bị cháy máy đó cả nhà. Thì mình quậy lên vậy rồi mình bỏ vô máy mình đánh nha. Rồi bây giờ mình bỏ vô mình đánh máy nha. Mình đánh máy thì mình đánh cái cây này nè cả nhà. Rồi mình bỏ vô thì trước tiên thì mình đánh khoảng số 4 đó cả nhà. Rồi mình đánh 2 phút thôi. Đánh 2 phút cho cái bột này nó trộn đều lại hết. Rồi sau khi mà cái bột mà nó trộn đều lại hết thì bây giờ mình bỏ bơ vô nha. Thì bơ này á mình đã để ở ngoài nhiệt độ phòng ngoài rồi khoảng 3 đến 4 tiếng cho cái bơ này nó mềm ra đó cả nhà. Bơ không muối nha cả nhà. Rồi mình bỏ vô mình lấy cái dao mình sắc lát da mỏng này cho nó đánh cho nó đều á. Rồi sau khi mà mình bỏ vô hết bơ thì mình đánh ở là số 6 nha cả nhà. Cái máy của Thái là có 8 số, Thái đánh ở cái nhiệt độ là số 6. Thì Thái đánh số 6 trong vòng 8 phút nha cả nhà. 8 đến 10 phút thì cũng tùy theo cái máy của mình, mình thấy cái bột nó mịn nó đều thì được nha. Thì cái bột này cũng không có quan trọng là nó tới hay là không tới gì hết á, chỉ mình đánh cho nó mịn cho nó đều là được rồi. Nhưng mà cái bột này nó hơi nhão, mình đừng có lo nha cả nhà. Thì cái bột nó nhão vậy thì cái bánh nó sẽ xốp, nó mềm hơn. Thì bây giờ mình lấy bột ra nha cả nhà. Rồi sau khi mà bột nó xong rồi, bây giờ mình lấy nha. Mình cho cho lên cái tay mình ít dầu cho nó khỏi dính đó cả nhà. Rồi mình lấy lên thì nếu mà cả nhà thấy cái thau này nó dính tùm lum thì lấy cái thau khác. Còn không thì lấy cái thau này luôn, thấy xài cái thau này luôn, khỏi cái tốn cái thau khác nó dính nữa đó. Rồi mình cho một ít dầu vô, rồi xong rồi mình bỏ cục bột vô, rồi mình đậy lại nha. Mình đậy lại và mình em ủ chỗ nào ấm ấm á, một tiếng đồng hồ hay là cái bột nó nở gấp đôi là được nha. Bây giờ mình lấy tay mình đè đè ra cho nó cái mấy cái bong bóng cho nó xì ra bớt nha cả nhà.
Rồi mình cho một ít bột khô ở dưới cái bàn của mình đó, để cho nó không bị dính đó. Rồi sau khi mà mình đem ra thì đó, mình cuộn cái cục bột nó lại vậy đó, chứ mình không có cần nhồi lại đâu. Đó, mình làm cho mấy cái bong bóng cho nó xì ra hết, một lát nướng cho nó đẹp cả nhà. Rồi xong bây giờ mình chia bột nha. Thì nếu mà cả nhà mà thấy mà chia đều cho đẹp á thì mình cân cũng được. Mà còn quan trọng ở nhà ăn không có cần cân đâu cả nhà. Thấy chị chia ra 15 miếng bột nha. 15 cái cục bột vậy nè. Đó thì tại vì cái khuôn của Thái á, cái mâm nướng á, thì mình chuẩn bị cái giấy mình lót ở trên cho nó khỏi bị dính đó nha cả nhà. Thì cái mình hôm nay Thái nướng cái khuôn này á thì nó hình chữ nhật, thì Thái chia 15 cục. Còn nếu mà cả nhà mà nướng cái khuôn hình vuông á thì mình chia khoảng 16 cục. Thì đó tùy theo mình ăn, mình muốn cái bánh nó lớn hay nó nhỏ nha cả nhà. Đó, Thái chia thì Thái chia 15 cục rồi xong rồi đó, Thái vo tròn nó lại. Thái cứ gấp lại, vo tròn nó lại thành một cái khối bột đó hình tròn vậy đó là được rồi đó cả nhà, không có cần làm nhiều đâu. Rồi xong rồi mình sắp vô trong cái khuôn của mình, cái mâm của mình để chừng một lát mình đem đi nướng luôn đó cả nhà. Đó, mình cứ gấp bột như Thái vậy đó. Mình gấp vô rồi mình lăn vò tròn lại, vò cho nó tròn tròn là được rồi. Rồi sau khi Thái vò tròn hết luôn rồi, Thái bỏ vô trong cái mâm nè. Đó, nó lớn nhỏ đó cả nhà, nó không có đều đâu, tại vì mình chia bằng tay mà nó đâu có đều đâu, phải cân nó mới đều nha cả nhà, không cần đều đâu, ăn ở nhà mà. Rồi bây giờ mình đậy lại, mình cũng ủ thêm 30 phút nữa nha cả nhà. Mà sau khi 30 phút là cái bột nó nở lên đó cả nhà. Bây giờ mình dùng cái dây nè, cái dây lược á, rồi mình vắt một ít bột khô lên. Rồi đó, mình vắt ít bột khô lên trên cái bánh đó. Đó, thì mình vắt một cái ít bột khô này á, mình chủ yếu là để mình nướng á, là nó không có bị cháy cái mặt bánh ở trên, nó ngon lắm. Đó, rồi mình đem đi nướng là nhiệt độ là 350 độ F, là 180 độ C đó cả nhà. Thì mình nướng trong vòng 20 phút đến 25 phút nha. Thì nếu mà 20 phút mà mình thấy mà vàng mà mình ưng ý thì mình lấy ra, còn nếu mà chưa ưng ý thì mình để thêm 5 phút nữa nha cả nhà. Rồi cũng tùy theo cái lò nữa nha cả nhà. Đó, sau khi mà bánh Thái nướng được 20 phút đến 25 phút nè. Đó thì cái màu nó rất là ngon cả nhà ơi. Nhưng mà nó nóng lắm, mình cẩn thận nha. Sau khi mà mình lấy lò ra thì nó nóng lắm, mình chưa có ăn được ngay. Rồi mình lấy ra ngoài, rồi mình để trên một cái vỉ giống như Thái vậy nè, cho nó cái hơi ở dưới nó không bị ẩm, nó bị ướt á. Đó, mình để vậy thì nó có cái giống như là cái thông á, ở dưới đó cả nhà, thì nó cái bánh nó khô hơn. Rồi bây giờ Thái để chút xíu, bây giờ Thái bẻ ra cho cả nhà coi này nha. Ở trong nó rất nó mềm, nó xốp lắm cả nhà. Thì cả nhà làm theo cái công thức của Thái này, cái bánh mì này rất là ngon nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà thật là nhiều nha, đã theo dõi video của Thái. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tới nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy thích thì bấm nút subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.